Sáng 16 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ngãi tổ chức lễ tưởng niệm 55 năm ngày 504 đồng bào dân Mỹ bị thảm sát 16 tháng 3 năm 1968, 16 tháng 3 năm 2023. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 55 năm trôi qua kể từ ngày vụ thảm sát dân Mỹ xảy ra, những ký ức về một ngày đau thương, mất mát, tan tóc của làng quê dân Mỹ vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân nơi đây. Đó là buổi sáng ngày 16 tháng 3 năm 1968, 504 đồng bào sơn Mỹ, phần lớn người già, phụ nữ và trẻ em đã lìa khỏi cõi đời một cách bi thương, thảm khốc. 247 ngôi nhà bị thiêu hủy, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị giết hại, lương thực mùa màng bị đốt sạch, phá sạch. Hàng năm vào ngày này, giờ này và chính nơi này, cán bộ và nhân dân sơn Mỹ lại tập trung về tượng đài sơn Mỹ để làm lễ dân hương tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát, đồng thời cầu nguyện hòa bình, hạnh phúc đến với nhân dân Việt Nam và thế giới. Nhân dịp này, tại khu chứng tích sơn Mỹ cũng đã tổ chức trưng bày ảnh về trẻ em sơn Mỹ xưa và nay cùng các hiện vật còn sót lại sau vụ thảm sát.